Hưng đâu mẹ? Mày không trả lời tao mày gay nhé Hưng nhá. Ừ, nó gay thật, Gầy gay gầy con. rồi, chết thật, quá gay. Ơ, thằng đang trong đây à? Thằng đang nó ở trong game mà. Ơ, bây giờ tao biết đấy. Hưng rất gay. Mày thì không lên tiếng thật rồi Hưng. Ừ, không lên tiếng thật kiểu như cái ảo rồi đấy. Không hiểu được. Đít mẹ mày, thằng Nhìn bẩn cười đây. Đít mẹ mày. Khánh ơi, hả? theo anh tôi lên xây nhà mấy tầng nhỉ? À đủ HDH vào game rồi. Ừ thì thế mà lúc Mày về nó không bật mic lên thằng này, láo thật. làm quả nhà đơn giản 2 tầng thôi, cho nó nhỏ nhắn, nó xinh xinh là được. Mày nhìn cái nhà của tao ấy, cả đời tao có mỗi một cái nhà nhà một tầng, nhà tranh mái lá gắn biển tên vào, thế là nhà rất đơn giản. Xong Tao rồi định game vẫn xây, tao định xây nhà giống kiểu thằng Hữu Minh kìa, giống cái tòa tháp kìa. thế thì lên YouTube mà lựa. Mày làm gì có quyền lựa chọn bao nhiêu tầng, YouTube bảo bao nhiêu thì Không, mày tao có tự bấy nhiêu thôi. dùng lại gọi là trí tưởng tượng của tao, mày hiểu Có vẻ đấy là điều không thể nào xảy ra được bởi vì mày không có não để trí tưởng tượng. đi đi nha, nha cay quá, để làm gì làm Ok, hôm gì. nay Ê, chúng theo ta mày sẽ thì chơi con ít game mẹ Minecraft nha anh em. dạ không có hello xin chào tất cả các bạn à. đẹp Nguyên đọc hộ intro đi. Hello, xin chào phát nữa đây. Thế mày có trả lời tao không? Mẹ tao hỏi mày giờ mày không nói gì đúng không? Mày khinh thường tao đúng không? Đúng Hả? vậy. Hả? Mày còn đánh tao nữa hả kia? Đúng Hả? vậy. Đúng vậy. Hả? Đúng vậy à? Chạy này. Ừ, chạy. Hả? Nào. Chạy này. À, đánh hụt. Chạy này. Sao nó cứ bị Hương người cho tao xin quyền được chết ngay lập tức được không? em mật khẩu Gay sao vậy? gay y lai gay y lướt Đúng rồi. Hai what mật cả hai khẩu xoay cả tua hai hai mấy cái content càng có vấn đề đồng thế mà cũng thù. cho tao chết không ở Hưng nè. Rồi thế thôi, Đâu hôm nay có mày con không đọc kem là tao giết mày luôn đấy, kiểu thế hả? Khánh ơi, mày có lấy cái đống cát tao để ông này tao làm kính Ở không? đâu? Cát à? Cát Ừ. nếu mà mày thừa hoặc mà mày muốn giải ngân thì mày ném vào trong kho ấy. Không, cái đống cát tao để trong cái đấy cơ, đốt để tao làm kính cơ, còn không? Chẳng biết được đâu, tao chẳng soát mấy cái đấy đâu. Tao vào chả thấy cái tí cát của tao đâu, à tí kính của tao đâu hết rồi. Thế thì đi làm kính mới thôi. Ôi trời ơi, lại phải đi đào. Đời tôi nó cô liêu Nhưng mà thế không nhỉ. cần, cát trong kho có nhiều lắm. Đâu? Ở trong mục mining ấy. Kho đâu? Kho ở phía bên phải cổng chính. Bây giờ di rời mạnh thế. Bởi vì là tao tăng quy mô nó lên rất lớn mà. Đâu quen giờ kho. Đâu. À đây rồi. The Ồ. warehouse. Wow. Khó Nhà mặc đấy, bây giờ tao sẽ gọi chỗ đấy là nhà mặc. Building material. Oh my god, this is exactly Cobblestone. what I need. So Stone. many. Oh Quá tuyệt vời my luôn. god, I like this. Có Tao thích tao quá, tao đập bề cái hơn nhé. tao thấy cái kho đấy là đang tạo ra sự thiếu hụt gỗ cho cái nguồn cung mới mới đến của đồng minh luôn đấy. Ngon. Ê, mẹ tao tìm sao tao chả thấy tí ấy ở đâu nhỉ? Yêu bò thiếu con nữa cho Mẹ mày đâu hết rồi? Offline, thôi cái này cũng cần, để vào.
vào nó xây thêm, nó xây được thêm cái mái thì à đâu hay mày mái anh ấy. Anh sao tao đéo thấy. Ê mày có bao nhiêu cái grass block ấy tao xin. Grass á, grass hình như ở trong mining ấy nhỉ. Có bao nhiêu chắc có hết. Grass block cơ. Ừ, có nhiều trong có mining hết đấy. Nếu không có trong mining thì tìm trong Azure hoặc trong building ấy. Tao nghĩ là nó ở trong chỗ đấy thôi. Ê mà sao tao chả thấy cái đâu nhỉ? Định tìm gì? Khi mình nghe mày bật mic không? Đó. Đéo. Ta đang định tìm mà mày. Mình nghe chào anh em anh Minh. À đồ thằng này rít rồi. Khoan từ tao cần lấy cái. I'm trying to find you. Đã sang mùa thu rồi đấy. Surprise, I'm trying to find you. À đồ anh em bỗng nhận ra hương ngổi. Sang thu rồi. Tại sao ta lại buồn nhỉ nhỉ? Không ai hỏi. Tại vì mình nghe giọng mình. Có lẽ như vậy. Tao cần được biết vào. À không, tao cần được ê, cái máy đẩy đẩy là gì nhỉ? Cái máy đẩy cái piston á. Ừ. Tên là piston đúng không? À. Ok, hiểu rồi. Tao sẽ lắp một máy, tao sẽ lắp một cái xích toy trong nhà của tao. Đừng có thằng nào mà lắp mấy cái đặt đuốc linh tinh nhá. Tao đã căn đuốc cực kỳ cẩn thận rồi đấy. Không, tao đặt bên ngoài thôi, tao không đặt trong đâu. Thấy tốt. Tình hình là tao đéo thêm một tí cát là luôn đấy. Cát á, ở trong mining cơ mà, tao bỏ thấy. À đây cát nhiều hết, xin lỗi. Tao là cái thằng quản kho mà tao đã không biết à. Ờ thế còn than không? Than à? Than thì vào trong cái ore thử xem. Nếu mà trong ore mà hết rồi thì chắc là hết thật rồi. Vẫn còn để tao tích tụ lại, tao đi ấy cũng được, tích tụ vào. Đi đào đi. Than nhiều mà. Cứ suốt tao lười đào rồi, bây giờ tao chỉ muốn đi. Cứ bảo chúng mày cần gì tao đào. Tao lười đào bây giờ tao chỉ muốn mày thôi, anh em tao chỉ muốn ấy thôi, chỉ muốn xây nhà thôi. Than hẳn một stack như này. Này. Đâu? Nếu mà chán cho mày đi câu rồi. Okay. Tao đang muốn định xây nhà, tao định tập trung nguồn lực của tao xây nhà cơ. Này, cho mày một stack than này. Mày đùa bố mày à? Nó vẫn là than mà. Thằng nào dùng thằng nào dùng siêu tốc đào than, tao hỏi lại thằng nào dùng siêu tốc đào than. Anh ấy đưa tao đào hộ cho để khổ quá, đưa đào hộ cho đưa đây. Mày có pho tun không? Thằng nào có pho tun để đào không? Thằng Nguyên tránh ra chỗ khác. Cho mày. Để cho khổ quá. đây mày đưa than tao, mày đưa than tao để tao đặt xuống mày đập nhé. Thật sự luôn nè. Thật sự luôn nè. Ngoài đây á. Trôn. Cứ đặt hai cái vào Hương ạ. Cứ đặt hai cái vào. Mày trốn đấy. Trốn đấy. À đúng rồi Nguyên này, Nguyên đứng một cái hố đấy đi Nguyên. Như thế thì tao sẽ không phá vào lốc khi mà tao gõ xong. Ừ thì mày gõ tao đúng không? Không gõ, tao đang giữ phải chuột nó không có đánh người. Thế yeah. Này, tao phải nói thật, đây là cái teamwork vừa hiệu quả vừa thiếu hiệu quả nhất mà tao từng thấy. Tôi nhìn mặt thằng Hưng vậy. Automatic full. Đây là effectively ineffective. Mấy phang than. Mấy phang than chạy bằng cơm mà đi. Mấy phang chạy bằng cơm.
làm mấy trò ngu ấy chưa. Ngu chiếm rồi đây. Cái này mà mày ở yên đấy Nguyên, không hitbox của tao dí ở đâu mày. Ok đây. Ê mày thấy đau chưa Hưng? Thấy đau chưa? À, rồi, thấy chưa? Rồi. Thấy chưa? Thấy đau chưa? Rồi, thấy nhiều lắm. Mày tránh ra. Đấy, tao nhìn đâu có làm gì đâu. Đây, để tao đứng đưa vào nha. Đấy. Đúng rồi. Đứng gần đây chưa? Được chưa? Đấy, được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Không, mày đi gần gần hơn vào đây, tao hộ cho. Đi gần gần vào đây. Sắp hết rồi Khánh này, có 8 cục rồi, cố lên. Mẹ trông tao như thằng tú ấy nhỉ, đi phải. Mày là cái hôm tơi chạy bằng cơm. Giống như vậy, à quyền thế. Còn một cục nữa, cục cuối cùng. Rồi, xong rồi. Quá tuyệt vời. Tổng kết được bao nhiêu cục? Ê, giả cúp đây. Nhặt than lên đây, nhặt nốt than lên đây. Bao nhiêu được bao nhiêu? Tao là còn một stack rồi, có một stack rồi. Là bao nhiêu? Được bao nhiêu cục? Một stack thì 17 cái nữa. Này, thằng lấy đâu? Này, cho này. Một stack 17 thì chẳng tính là chẳng lãi mấy nhỉ? Ừ, nhân phẩm hơi kém. À, đúng rồi. Hưng mày đi kiếm em rồi lấy mending đi. Tội gì dùng ăn tách kinh. Hưng ơi. Khánh ơi. Mày ra kia mày giết con Enderman đi. Ôi, tao nhìn mà nói mày. Mày chết thằng thì cứu tao. Ôi, sao? Ê cái này mày ra chỗ vừa lấy solo được than kill. Đi solo kill, solo kill. Có hai con dân ở đâu, có hai con pillager đang đứng nhảy trước cổng kìa. Hưng mày thấy chưa, solo kill chưa? Ừ, có hai con đang nhảy trước cổng kìa. Tại sao lại đứng nhảy? Tao đang nhìn chú nhảy trước cổng kìa Hưng ơi. Chú chú đang nhảy đấy. Sao chúng lại nhảy đấy à? Đâu chứa được. Chứ mày nghĩ là gì? Để tao ra mở cửa mày bắn nhé. Đây, tao sẽ ở đây, tao đứng. Né ra không tao để chúng mày ấy. Né. Sợ. Wow. Hay quá. Double headshot. Oh my god. Tao bị bắt Omen. Ừ. Cái nhà của mình chưa được tính là làng đâu đúng không? Có mỗi một thằng dân làng thì không được tính là làng để mà cho bắt Omen đâu nhỉ? Có một làng là tính là này. Không đấy, mình đang có tù nhân ở giữa làng thế mà cũng coi đâu. Ê Khánh ơi, cái bắt Omen là sao ấy? Bắt Omen là khi mà mày đến làng là nhìn làng của mày sẽ bị tấn công. Chắc là nó nhiều yếu tố. À, bây giờ nhá, hay là bây giờ chơi thủ thành đi. Ê Nguyên, từ từ, tao cần mày ghi áp để mà chạy ra chỗ kia này, mày bảo vệ cho tao cái thằng farmer ấy, bên làng gần nhà mình có một thằng farmer. Bây giờ tao muốn mày xích nó lại một chỗ, quay nó lại để tí nữa tao mày chạy ra khu vực đấy bắt đầu thủ thành. Dù gì thì đây cũng là cái đợt boss đầu tiên là mình đánh được với nhau, mình có về đánh boss luôn không mình? Ok, về đi, sang chuẩn bị đi, phải bảo vệ được bằng được cái thằng farmer đấy để mà mình còn lấy cái giảm giá. Ừ, tao cất đồ cái, nhiều đồ quá. Hưng cũng đi chuẩn bị đi. Ê, làm đi. Vì cái này, ở cái thằng farmer ấy, nó hay làm ở việc ở một cái ruộng, xung quanh cái ruộng đấy có một cái hố, và trong cái hố đấy có một cái thằng buôn công cụ, thằng web, à thằng gì nhỉ, Tom Smith ấy, bảo vệ cả thằng đấy nữa nhá. Suka. Chạy sang bảo vệ đi, ta sẽ ở khu vực này bớt. Cho đến khi nào chúng mày bảo vệ xong. What if I want to protect you only? Không cần, tao là thằng dính bát Omen cơ mà. Ta sẽ chịu trách nhiệm cho những công việc ta làm. Ok. Ê, cho tao mặc giáp vào trong tao chả khác đéo gì bình thường vậy. Đi mẹ. Giáp vào là bình thường còn gì. Không, nhìn tao mặc giáp vậy trông nó vẫn thế ạ. Trông chán như chó vậy. Mày đâu cố tình. Hưng kìa, request backup kìa. Gì? Tao instant death require. Mở khẩu. Hãy đi, xong đồ rồi, đánh nhau đi.
Tao bảo mày đi thủ thằng dân làng. Mình thủ xong cái làng mà không có dân để đổi đồ thì có ý nghĩa gì? Đạch mà. Sai rồi. Mày đi chưa Khánh? Tao đi đây. Không, tao cần mày sang để mà mẹ bọc block thằng dân làng vào, bảo vệ chúng nó chứ. Đây. Để tao cầm sang tao bọc nó luôn. Thằng này đây làm gì ấy? Mà dân làng đâu nhỉ? À đây hướng này mà. Gần đúng rồi mày. Nên tao ra tao làm ngủ đấy luôn. Tối rồi, vào trong giường nhà nó nha. Thấy chưa? Bảo vệ được nó chưa? Tao còn chẳng biết dân làng hướng đâu này. Mẹ khổ quá. Nó ở cái phần xa nhất đấy, cái phần xa nhà mình nhất đấy. Tao đang đi tìm. Nó ở gần cuối làng có một cái ngôi nhà được vá vào bởi gỗ ấy. Tao đang tìm làng ấy. Hình như nó cần có chuông nữa sao nhỉ? Chuông á, tao chẳng biết được. Mà tao chưa tìm được làng. Mấy ngày mày chạy ra kia mày thủ mấy thằng dân làng nghe thằng Nguyên vô dụng á. Tao còn chẳng biết làng ở đâu cơ, mẹ cuộc đời tao. Mày có thấy cái cột mốc cái đánh dấu cái làng nó tông á mẹ. Tao có nhìn thằng Enderman nó đánh tao này mày. Kịp mẹ, trốn tao thôi. Mình đâu à? Mình đâu ấy. Ủa, đợi gì? Ok. Thôi tao chết lúc rồi. Ta sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho chúng mày, đồ ăn nước uống các thứ vào. Đâu nhỉ? Cái hướng ra dân làng là hướng nào nhỉ? Cổng chính, đi cổng chính. Ok. Mẹ chứ tao còn nhớ nhìn Enderman nó đánh tao luôn ạ. Chôn nhau thật. Ê, chế xúc khả nghi kiểu gì ấy? Cái đấy loot thôi, không chế được. Đúng không Minh? Ờ. Đây là tao lên hẳn cái tòa tháp của thằng Hưng để tao xoay thử xem làng đâu mà. Phía cổng chính ấy, đạch bà mình. Tao đang ở cổng chính rồi. Thì đi thẳng lắm, làng có biết phía cái cầu là phía nào? Từ cổng chính đi cầu đi. Thế nào rồi. Mắt tao mù màu quá. Đi để tao bọc hết vào cho. Đúng rồi, bọc hết dân làng vào. Bọc hết dân làng hay bọc mỗi thằng ấy làng thôi. XP thì giờ chẳng biết kiếm ở đâu đâu Minh ạ. Chỉ có đi farm các thứ rồi. Bây giờ cái farm XP kia của tao nó không hiệu quả một tí nào hết. Chắc bao giờ phải làm cái mob farm. Khánh ơi, bọc hết dân làng hay bọc mỗi thằng già làng thôi? Bọc cái người thôi, bọc thằng người thôi. Thằng nào ấy nhỉ? Có một thằng farmer. Thấy cái thằng farmer không? Chưa thấy. Đi lanh quanh vào cái giường ấy, phải lần cái giường của nó cơ. Rời tối nó đi ngủ rồi. Nhà nào ấy? Không biết. Tao đi lần nó như chó đây, chả biết đâu nào. Hưng vẫn đang đi lần cùng không? Không, tao đang làm trò vô chi ở nhà. Thế thì đi lần đi. Nó mình chuẩn bị thăm. Bốn thằng chuẩn bị một squad này đang chuẩn bị tham gia một cuộc chiến lớn nhất lịch sử. Chính xác là trận chiến đầu tiên. Ê, thằng Pha Mưa nó đội mũ đúng không? Đúng rồi. Ở đây tao tìm biết rồi, để tao bọc nó luôn. Mẹ. Ờ được rồi, xong rồi mày ra cái ruộng ở góc của ngôi làng ấy, đi thẳng xong rồi là ở góc bên trái của ngôi làng có một cái ruộng, quanh cái ruộng đấy có một cái hố. Chết mẹ tao mọc me cả tao ơi. Ngu vãi. Đây tao bọc rồi, đây để tao bọc nó full bằng sandstone rồi nhá, bọc trong nhà rồi đấy. Đâu ruộng nào? Đây tao đang ở ruộng đây. Lắm rồi. Bây giờ mày lần lên quanh cái ruộng ấy sẽ có một cái thằng web thằng Tôn Smith bị xích ở dưới hố. Bịt luôn cả cái hố đấy vào tao đây. Tôn Smith. Tao đang nhảy quanh đây tao chưa thấy. Ít bị lạc thế. Hưng chạy đi tìm cùng đi. Thằng Nguyên nó không thuộc địa hình làng. Mẹ lắm quái thế, mẹ mày cứu tao. Đáng tiếc cho mày, mẹ tao còn không cứu tao, ai cứu được mày. Thế, nhờ đi. Nhờ gì em? Mày thấy cái level ở Peter không? Này. Đây á? Khi nào tao bảo bật thì mày cao cũng ra nhé. À, mày định, thằng mày định x rồi à? Được rồi. Ra đi. Từ từ,
X-ray thì hình như là phải đổ không, hạt không, 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 không. Cứ gạt đi, đầy cứ vào. Gạt đi. Ok. Đó, nó đẩy ra ngoài rồi. Thế thì bị xung quanh lại. Buồn vãi, thử xem nào. Chỉ biết thử lại à, thử lại à. Để bị xung quanh thế. Rồi, thử đi. Ồ, ta nhìn thấy rồi. Ta nhìn thấy Gray rồi. Thấy người tao đang đi quanh và tao thì bị nó bắn như chó, tao sắp chết rồi. Ê, mày đập Hưng mấy ơi. Cái khối đất xung. Đi tìm đi. Hưng ơi, đi mẹ đang tỉa tao như thì tỉa bắn. Ôi, tao bắn thề cái ma này xịn cực. Đau quá. Đi tìm. Mày chui vào đi, mày chui vào xem thử đi. Cái này có trọng hơn, thử đi. Đi mẹ mày. Đi tìm thằng bên kia bảo vệ nó. Cứu tao, đi mẹ mày. Xin địa chỉ. Làng, ở cái làng gần nhà mình nhất đây. Cái làng theo cái hướng ra cái cây Excalibur kia. Ờ, chạy theo hướng kiếm. Ê, có nhiều ruộng thấy nhỉ, tao không biết cái ruộng nào cả. Thế à? Con mẹ. Hơn mẹ. Mày chạy thẳng nhá, chạy thẳng này, xong rồi nó nằm ở cái ruộng phía bên tay trái và ở sâu nhất ở cái hướng mình chạy ấy. Ok. Đi cùng thằng Minh ra mà thủ đi, ba thằng ra chuẩn bị chiến trận các thứ đi. Tao đang cầm bát Omen, tao không ra được. Ok. Mình đâu rồi nhỉ Minh ơi? Mình đang đi trước mày đó. Đừng Minh. Mày đâu rồi tao? Đây. Mình nghe tao thấy mày đâu? Tớ tổng làng đợi thằng Nguyên ấy. Đợi thằng Nguyên, tao đang ở đây bị nhiên. Thằng Nguyên ở trong làng rồi, Nguyên ở trong làng rồi. Cái này dạo này mày có uống nước sạch không? Có, tao vẫn uống nước sạch mà. Nhưng mà toàn nước tao tự nấu, tao không dùng nước công cộng. Mình mẹ sao tao thấy mày uống nước bẩn thế? Mất công xây mấy cái trái nước. Chắc là đang lấy làm kinh nghiệm mẹ. Chúng tôi đang cố lên nhưng mà không lên được đâu, không kinh nghiệm. Đi tuyệt. À, tao sắp bị bắn chết rồi. Nông dân đâu? Nông dân thằng Nguyên nó bảo nó bảo vệ được nông dân rồi. Thằng nông dân thì tao bọc sang sơn hết rồi, mẹ nông già. Nguyên này rồi. Mẹ mày trông tao bị thế này mày còn để tao như thế này được không? Mẹ mày. Ở xung quanh những cái ruộng có một cái hố sâu xuống dưới đất. Là sâu khoảng 2 ô thôi, chứa cái thằng Tom Smith ở trong đấy, bọc cái hố đấy luôn mà cái đạch bà nó. Mày khả tao chết rồi. Tao chết rồi. Đi. Minh ơi, cố lên Minh ơi. Minh hãy sống. Không khả năng nó ở đây rồi, mẹ mày. Đạch bà đánh nhau với zombie một phát đi mất hai thằng nữa mẹ tí rồi đánh rết. Zombie mẹ. Tao là bị hiếp tập thể, bọn kia nó đéo cứu tao, tao còn một máu. Ôi trời ơi. Niềm hy vọng duy nhất nó cũng đi luôn rồi. Qua tao không mặc giáp rồi. Cơ mà mặc giáp thì tự nhiên xấu với độ bền, tao không mặc. Chấp. Đúng rồi, tao thế mà, tao không mặc mỗi cái giáp. Đây ơi. Cái ruộng nào đấy, để tao đi tìm luôn này. Hưng ơi, mày xử lý cho tao bọn đấy nhé. Tao bảo mày cái ruộng xa nhất phía bên tay trái, hướng từ nhà mình ra cái làng okay. Đấy. Đang spam nhảy đấy. Đấy, thấy cái ruộng. À. Thôi mọi người cố gắng, chứ là tao cũng không muốn rết sớm đâu. Nhanh lên nhá, trời nó bắt đầu sáng rồi, giờ mà qua mất cái buổi sáng này đến tối là lại khổ đấy. Đây, tao đang cố gắng đi đến căn nhà xa nhất rồi đây. Summit đâu? Where zone summit? Ủa anh Creeper. Em yêu anh, cút mẹ anh đi. Đâu phải. Ui. Ôi xòi ơi. May quá đâu chạy nhanh. Ui thôi. Thế request bảo vệ ở đâu? Cái gì à? Operation. Không, nó gọi là gì hết, nó gọi là gì? Mẹ con Skeleton vừa nó thuộc cấp 8 đấy. Ủy thác bảo vệ thằng nào? Cả hai thằng, một thằng Tom Smith và một thằng Farmer. Thằng Farmer đã được bảo vệ bởi thằng Nguyên. Còn thằng Tom Smith ở lanh quanh đâu đấy trong khoảng phạm vi chục ô quanh những cái ruộng, tìm thấy chưa? Xác nhận anh Farmer an toàn nhé.
Tao mưa tao rồi, tao 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 bọc lên chết rồi. Mẹ mày nữa, bố mày bọc lên nửa năm rồi Hưng ạ. À. Bây giờ đến anh Stun Smith rồi. John Smith. Đây rồi, tao tìm thấy cái hố rồi. Bằng đá đúng không? Có phải à? Không không không, nó chỉ là hố đất thôi. Nó chỉ là cái hố đất. Đâu quen John Smith. Đất đâu đâu đâu, anh John Smith. Đánh bằng đá là tao. Nếu mà tao bay được ra đấy, tao chỉ đường ra ngoài. Tao đéo thấy luôn đấy. Từ từ mô tả lại anh, mô tả lại anh John Smith. Anh nghe John Smith là anh ấy ở trong khoảng 10 ô xung quanh một cái ruộng. Mà cái ruộng đấy là cái ruộng xa nhất kể từ nhà mình. Ok, hiểu rồi đây rồi. À không phải rồi. Nếu mà xa không nhất thì cứ xa nhất thì mà không thấy thì cứ lùi dần về. 10 ô à? Bởi vì là nó là block, nó là cái hố cỏ nên là muốn tìm nó cũng hơi mù mắt tí. Hố cỏ ở giữa đường luôn. Hố cỏ ở giữa đường luôn, nó chỉ là mặt đất đào ô và hố xuống thôi, không có trang trí cái gì cả luôn đấy. lần thằng này khó phết đấy. Đây mà này, cái nhiệm vụ tìm được thằng dân làng. ủy thác này khó quá. Sao nó khổ quá nhỉ? Khánh ạ, à, đây cũng là một hố. Nào thằng nào. Thằng ạ, à, mày có phá nghe không? Ít mẹ mày, mày có phá không? Bố ơi, lên bố giết mày. Mày có lên được đâu. À, lên rồi. Để tao kiếm mấy cái bút xong rồi tao thủ. Tao vẫn chưa thấy nó đâu Khánh ạ, à, khổ quá. Thôi. Để tao trực tiếp tao chạy ở đây luôn. Tao chạy ở đây luôn này. Cứ bình tĩnh. Hold the fuck up. Em nhận ủy thác của em phải có trách nhiệm hoàn thành. Đúng rồi, phải ủy thác. Chúng mày có block về phòng thân chưa? Có rồi. Ê, tao thấy một cái khổ hạng khả nghi lắm nhưng mà không có thằng dân làng nào trong đấy cả. Nhưng mà khả năng cao à, nó bị zombie giết chết. Ờ, cũng có thể nữa. Đáng thật. Thôi để tao chạy thẳng nhá. Khổ khả nghi. Tao bắt đầu di chuyển này. Cho tao mấy phát đi. Cho tao mấy phát. Ổn định chưa đấy? Máu miếc, đồ ăn, đồ hết nước uống đầy chưa? Mày ra cái giường ở đây mày làm đi. Nhiều lắm. Rồi. Được rồi, ở đây tao giết luôn này. Chưa chết à? Mày sống lâu nhỉ? Được chưa? Chưa. Rồi, tao đang di chuyển đến nơi này. Ăn tí ạ, uống tí nước ạ. Không biết là còn một thằng nó có còn tính là làng không ấy gì. Đáng nhiên là có cái chuông là được rồi. Ra thử em ạ. Kể ra cái. Tao đang chạy vào làng rồi này, tao đang không thấy gì cả rồi. Làng này chết hết dân làng rồi. Đây rồi. Red này. Đúng rồi, phải có cả chuông nữa. À, rồi. Bắt đầu là chuẩn bị này. Anh cả golem nữa chiến đấy. Rồi. Đâu rồi. Loa rung. Bắt đầu. Gì à? Ôi, chúng nó đuổi tao. Em tiếp viện ông Nguyên. Cái quái kia, địch vào đồn. Thằng đấy bắn tao. Ui, đánh con đi. Mày bắn tao. Nào. Có một thằng AD ở đây ạ. Mày chết. Quay chuẩn bị quay 2 anh em ơi. Quay 2. Anh em bổ sung lương thực nhanh. Tao còn không mất cái gì cơ. Tao cần một cái đấy, tao build một cái ấy nữa, tao build một cái. Như nãy tao bắn nhầm đồng đội ấy, cho tao xin lỗi nha. Friendly fire. Friendly fire is not tolerated bro. Đứng gần nhau. Nó đuổi một thằng là mấy thằng còn lại biết. Đằng sau anh em. Hướng theo Excalibur. Hướng Excalibur. Đây. Ok, đang lên đây, em đang lên. Đánh nhau đây. Anh em đánh nhau rồi, đồng loạt có. Chết mẹ hết rồi. Nhớ. Hấp liêm. 4-1. Cả thằng chém nhau đau lắm, chỉ sợ mình tự chém đồng đội. Còn lại hai thằng đâu rồi? Hai thằng à? Để tao đi lần. Kìa, một thằng kia kìa. Thằng nào rung chuông ấy, rung chuông vàng ấy. Ở đâu nhỉ?
có khả năng ở đây. Không thấy đâu nhỉ? Ôi trời. Không phát hiện mục tiêu. Nhít dưới kia đi con mẹ. À đây. Tít dưới này, chỗ Excalibur. Nó ở dưới sông. Bọn này chuẩn bị về báo tin đấy. Nó về nó gọi viện trợ hay đừng cho nó về. Bắt nó, đuổi nó, một thằng có chung hộ cái. Có chung là có chung nào. Vàng ấy, gọi đi. Nó có kiểu gì, nó xoài rồi. Đâu rồi, nó đâu rồi. Gọi như điên luôn. What the fuck, sao có hai thằng ấy chui dưới lòng đất đấy. Chắc quanh đây có cái gõ chuông đi. Có nhiều lắm rồi. Hết rồi à? Gõ tiếp đi. Có hai thằng. À chưa, vẫn còn. Tao mới thấy một kia dưới lòng đất nữa. Đâu? Độ thổ chi thật. Nhỉ, có khi chúng nó spawn dưới hang ấy. Quái cứ. Wow. Đi, tao xuống lòng đất tao tìm chúng nó. Ỉ mẹ. Hưng này chạy về lấy Crane này. Để tao đi tìm chúng nó. Công nghệ đâu? Đâu. Công nghệ từ mấy thằng ở lại đi, mấy thằng ở lại, một thằng đi thôi. Đây tao đang ở lại. Công nghệ Crane. Sang Nether nhỉ? Bình tĩnh. Công nghệ bọn tao vừa nghiên cứu được. Đã đến lúc tỏa sáng rồi. Tỏa sáng đi Hương ơi. Tỏa sáng đi anh em chờ đợi mày. Anh em cố thủ. Hương à. Nguyên. Cái gì mình đánh bom đi. Tao xuống dưới hoa này tao tìm xem bọn này cơ dưới này. À dưới kia. Nó không ở đây, bạn kia, nó không dưới hàng đâu. Đây rồi, ta đem công nghệ quay lại với đây. Anh đang cố gắng giữ lấy hy vọng. Hưng, 4.0. Hưng hy vọng đây. Giữ lấy hy vọng. Đây. Mạng sống của nhân loại. Chờ là người đó chạy sang Nether. Mày thì nhớ thằng Nguyên chạy Nether vậy. Nguyên. Thấy không? Nguyên đâu? Tao ở đây mà. Mày thấy ở chỗ đấy à? Mày thấy chỗ đấy à? Không, tao đang định chạy sang thôi. Đâu rồi, Khánh ơi. Ê, tao đến rồi. Thỉnh thoảng cứ gõ chuông như nào nhé. Anh ơi. Triển khai. Deploy. Thế tao đến gần lắm rồi. Đâu rồi? Đây. Chết tận. Thấy rồi. Đã phát hiện rồi. Chích. Chúng mày thấy ở đâu ấy? Lên vào. Được rồi, chuẩn bị nhá. Ok, bắt đầu đi. Ô chết mẹ. Đâu vẫn còn. Ok. Hưng này, xong rồi tơn này, chạy ra triển khai tơn mới. Ngon, mình đi lùng. Xong rồi, bao giờ mà đến đấy. Tao vừa cho mẹ, tao vừa check lại kia rồi, vừa lại check lại chú ông của anh kia rồi. Hình như là thi thoảng chúng nó lộ vị trí đúng không? Ê, hướng đây, có ra văn này nhá. Để tao lo ra bên giờ cho. Đánh lỗ bắn đau quá. Đánh bò kia. Con bò kia. Ai. Tiếp tục thế. Ngon. Quá được. Đây cũng đã. Em ơi, mày tao bắn ra đến giờ gãy cung luôn. Quá là. Em hình như sao có 3 ray hình như nó đến tận 10 ray rồi đủ mà mày đánh sướng luôn. Nó tùy mức độ hay sao. Anh ngủ nó anh ra anh ơi đi bé chạy ra mẹ rồi. MVP hôm nay là của thằng Minh rồi. Anh giảm giá anh này
I need some discount. Anh đâu rồi? Đấy chứ, được đấy chứ. Ờ anh cứ ở cái đéo đi. Ê thằng nào? Thằng nào thử mình đang chơi ấy. Ê thằng nào thử gạt cái cần gạt xem mà. Đây rồi. Yeah. Vẫn nhìn được nhưng mà không nhạy lắm, nó kiểu nó cứ bị làm sao. Anh giảm giá này, anh giảm giá nhiều phết được. Anh em qua đây. Đưa về, đưa về. Ê, để lại miếng nguyên ăn này. Nè. Ngoài. Mừng chiến thắng. Để tôi thử. À, nhưng mà nó biết anh Villager đâu à? Ê, thử lại phát nữa nào mình nghe. Gạt thử cho tôi ra. Glistering Melon này, ông này rồi, Glistering Melon à? Cái kiện mẹ anh. À, thắng rồi. Chúng mày tao có trò này vui lắm. Quê. Bây giờ nhá, chạy ra đây, đứng ở chỗ này, Đây này, một phần của Nguyên này. Phần của ông Minh này. Phần của Hưng này. Được. Mỗi thằng có cái vậy. Phần của tao này, được chưa? Rồi. Ăn nhá. Lần lượt đi, lần lượt từ thằng Minh, thằng Nguyên đến tao đi. Khánh trước đi. Khánh đến thằng Minh. Để tao. Tay vòng tay phải nha. Tan trước nha. Đánh bảo nó no rồi không ăn được. Bây giờ phải thêm luật cơ. Ăn mỗi thế không vui. Hay là bây giờ thêm thằng nào trúng bất lợi thằng ấy gay. Chờ. Mày ơi. Chạy mãi không đói. Để tao đánh mày nhé. À đây rồi. Đói rồi. Ngoài, đánh trước đi. Thằng nào cũng đang đói đúng không? Ừ. Ok, ăn này. Ăn này. Cởi áo giáp vậy. Tao được lấy máu. Zambus. Khánh clear rồi, Khánh qua rồi. Đến là mình. Clear. Tao không cay rồi. Mình cũng tao. Cái công thức che mẹ mất rồi. Tắt sách đi. Trả được cái mẹ gì đấy. Mất được có 5 giây thì sao ấy, hết nhanh lắm. Rồi đấy là Nguyên. Mà tao không đi hướng bất lợi gì cả. À để biết đây là cái gì mẹ. Hướng gì? Cái gì mà pha đéo gì đéo đọc được, đéo gì được nó hết nhanh, đéo đọc kiểu đọc kìa. Fire resistant á? Không phải cái đấy. Mời đến được tao. Oh, Night Vision. Wow. Có vẻ là clear rồi. Có vẻ như là cái này là hiệu ứng có lợi rồi. Hoặc là không phải không có thằng nào bị gây thật. Cho tao hết bát đi. Tao cứ tưởng là có thằng nào trong team mình bị gây thật cơ. Hóa ra là cái thần súp đã quyết định, đã bảo là không có rồi. May quá, tất cả chỉ là trò đùa. Đến thời điểm hiện tại. Ăn thì what the fuck? Tao đang bắn con skeleton. Để tao kết liễu mày. Ô, không phải tao, tao vô tội nhá. Tao sẽ đi một cơn thịnh nộ với chúng mày. Đi mẹ mày. Cơn thịnh nộ của người vừa mới qua bài kiểm tra gay à? Ừ. Cơn thịnh nộ của người không gay. Yay. Solo phun đồ phun phát không gay. Thôi, mẹ. Mày thích thì mày về đi, anh em mình đánh nhau. Đây. Mày cấm được lên mấy cái đồ thì mẹ mày coi ấy nhá, tao không có mấy cái đồ đấy đâu mẹ. Lên đồ. Lên đam sao đấy? Lên đam đi. Lên đồ phun ra mà mày thích mặc cái gì lấy cái gì chém cũng được. Ok, tao lấy sắt kim cương của mày. Hay lên mà lấy, tao đang cần sắt kim cương đâu rồi. Thế thì trên đây là cái giáp béo ấy. Giáp vàng ấy. Giáp vàng cũng được.
chơi rất vàng cửa cắt có đấy. Chấp bạn tí. Chấp bạn luôn mà. Chứ giáp to quá đánh nhau không cần bằng mẹ. À, tao có kiếm vàng, có mending kia. Ngon. Thôi, đeo lấy giáp thôi, chán rồi. Giáp mà toàn giáp sắt, chán quá. Nó đã kiếm vàng, có mending nha. Sao? Kiếm vàng, mending. Nhìn mẹ quả đồ đéo ở đây mày. Ê, để tao test đam thử. Đúng rồi, tao test đam thử. Có khi hero of the village này là mẹ hay không là team mày đồ bố mặt này à? Mày đồ bố mày là kia. Mày nhảy rồi. Đánh nhau một team đi, cứ đánh đéo ra cút bẻ đi. Mất một team rưỡi mà. Mẹ cút. Mẹ cầm dưa sắt bổ ở đâu đó, mẹ mình nhảy bổ luôn mà mất một team rưỡi. Đi con đánh nhau đéo đánh tao với chúng mày. Đi đánh tao rồi. Khánh ơi, mẹ đâu con vàng. Ê Khánh ơi. Hả? Kiều lạc này. Thằng ấy. Chết tao luôn. Khởi đi, khởi luôn cả kiều ấy. Mẹ mày thấy sự bất lực chưa? Đi cơ mẹ thằng chó này lúc mẹ đánh nhau mẹ một tim rưỡi ấy. Cái đéo gì ra kim cương. Ra kim cương nó vẫn là cái gì đấy em hiểu không nhỉ? Không nhưng mà mẹ nhảy bổ một tim rưỡi là hơi sầm lồn đấy. Mẹ no mẹ áp hết mẹ gọi là mẹ sách vào mẹ chả khỏe. Nó lên đồ, nó lên ngọc nữa. Mẹ ơi, nhưng mình ạ, à, tao có đồ, tao đánh mày đến chết. Nhưng mà, tao bảo này, phải tìm cách nào để farm XP được chứ nhỉ, có thằng nào biết xây một cái farm XP hiệu quả không? Đúng không? Mẹ thấy điểm này cái spawner chẳng biết cơ. Ê, tao có lần tao nhìn thấy một cái spawner nhưng mà tao phá mẹ. Lái cực cướp. Ngon. Cả đời tôi chưa gặp thằng nào vui như này. Tao định bảo chúng mày rồi nhưng mà tao thấy bảo là thôi kệ mẹ ăn. Ê đứa nào đi ở đây tao ném quả Rotten Tomato vào mặt. À ừ nhỉ, cái đấy ném được mà nhỉ. Quên đấy. Nguyên này đứng yên đấy Nguyên này. What the hell bro. Đây là Rotten Tomato ấy. Gà chua thối. Không thối bằng tình yêu tao dành cho mày đâu. Mẹ mày. Còn phải có cho mấy con phù thủy với cả mấy con evoker nữa mày. Cái gì cơ? Có à? Có. Cậu Nam bảo lần này mình không có. Ô, cái book hero of the village của tao đâu? Hết rồi. Dạ, hình như tao không có ấy chứ. Chết là hết đấy, tao mới chết xong tao hết đấy. Chết là hết mà. Có thằng Nguyên với cả thằng Minh được nhận thành tựu này. Ừ, tao nhận mà. Ê, thế mày ra đổi đồ, tao cần cái này ra kiếm đi em đồ. Nhưng mà nó hết mẹ rồi, tao chết nó hết mẹ rồi. Ôi cái mẹ, cái thằng ngu rồi. Mẹ, chúng mày, thế chúng tao cái thằng đầu tiên mà chúng mày giết chết đấy, ịt mẹ. Tưởng vào mày cũng được nhận. Ít mẹ đâu. Tao mở kênh chat ra chỉ có mỗi Kíp Nguyên với cả Đan Minh thôi. Tao có đéo. Tao được nhận nhưng mà địt mẹ thằng Hữu Minh là thằng giết tao thôi, địt con mẹ. Tại sao tao không được nhận? Tao biết tao là thằng mang rick rồi nhưng mà phải cho tao chứ. You are not the chosen one, brother. Ôi mẹ ơi đời. You are not the chosen one. Nguyên nó đánh cái kiếm càng to hơn vào xem có quy mô hơn không? Bao giờ đi kiếm cái làng, không cần phải kiếm, tao có cái làng đấy. Ôi chết bà rồi em ơi, tao cất Google Maps của tao ở đâu rồi? Ê, chế cái mảnh sắt kiểu mảnh kính kiểu gì ấy nhỉ? Ở à đây, glass pane đây. Ui. Glass pane. I love your mom. Glass pane. I love your mom. Me too.
Yeah, we share the same one, the Baza. Giờ mày đi về đây tao bảo. Giờ mày đi làm. Khánh ấy kiều lạc hơi nhiều chứ. Xem nào. Kiều lạc. Ơ, sao kiều lạc? The fuck? Thằng nào mở cổng à? Bố đâu biết. Thằng nào bắt cắt cho mày đi. Đừng bỏ tao nhé. Khá chắc là Enderman. Cái pha, pha vừa lấy đằng Nguyên nó nhìn con Enderman nó cay, nó thả mẹ cát xuống nó đập. Cướp, tao nhìn Enderman tao đứng ở chỗ hòm của tao mà quan gì. Có cả bò da trắng. Ngon. Không phải đâu, con chỉ đi lạc. Tưởng nó da trắng. Đang racism. End racism in two times. Ủa, nhà tao làm nhiều kính hợp lý ấy nhỉ? Mấy thằng lồn. Mày em đúng không em? Mẹ nó tao nhìn nó phát, mẹ nó đã đánh tao luôn. Nạn thật. Enderman nó có sợ cái gì không nhỉ? Nó sợ, với cả nó không thể nào đứng trên lá được. Đẩy ừ. Mà thế thì cái điều kiện đấy nó vẫn không thỏa mãn được cái yêu cầu, là cái yêu cầu phòng thủ của mình nhỉ? Khánh ơi, mày cứ đợi trời mưa nó auto rồi đéo có đâu, thật cứ trời mưa là không có hàng nào đâu. Ta đang nhắc đến cái việc thủ con Enderman trong nhà cơ mà. Trong nhà. Ừ má, mày đang định nuôi cừu lấy giường đi farm Netherite mà con Enderman đặt quả cát phát đủ má, mày mất hết cừu luôn. Mất sạch luôn á. Còn hai con. Mày mẹ, mày tao là tao thấy hai con nó ra rồi, hai con chỉ... mày mày thật hai con à, chạy ra đúng rồi. Tao bảo này, tao biết vị trí của một ngôi làng, nếu như mà thằng nào mà bị dính bắt Omen thì bảo tao nhá. Hey, còn một chuồng trống này nuôi con gì cho mày rồi? Gà không? Nuôi mày. Tao nghĩ là chúng mày nên trang bị chúng mày thêm mấy cái cung vào. Cung thôi, hoặc tao, là tao sẽ chuyển vào Khánh, tao sẽ chơi cận chiến thôi. Mẹ thằng Hữu Minh cái cầm cái kia chắc mẹ gọi là đánh như 10 năm nó mới chết. Ờ, nhưng mà hay là bây giờ mình đi Red Nether đi, mình phải đi tìm được cái project nữa. Ờ đi. Đi khai phá nhà giờ đi anh em ơi. Từ từ nó xây đốt cái này ạ. Ta sẽ lấy này rồi nách nha. Trong dương của nhà phòng ấy của tao ấy Khánh ạ, nhiều phết đấy. Ờ, tao lấy từ dương mày ra xong tao cất vào kho mà. Ngon. Tao đi qua Nether trước đây, tao phải có cái phương án rồi để tìm trước chứ nhỉ. Mẹ Nether giờ khó lắm. Bây giờ nhá. Bây giờ nếu như mà thằng Minh mà chơi cận chiến ấy thì ta sẽ kiếm thật nhiều cái đuốc lửa để mà tao pha thuốc xong rồi thằng Minh nó cứ chạy qua tao đập mấy cái rồi lại hồi máu ấy mà. Uầy, quả thiết kế hợp lý ấy. Rồi thế ạ. Let you the whole bitches. Bính chí linh sư. Ủa thằng nào chim của xin chào út sư bính chí linh sư. Càng nghĩ lên chi à, đúng rồi. Minh em Minh. Hả? À? Cái gì nhỉ? Mày thấy cái cây màu xanh nước biển dài ngoằng ngoằng ở gần nhà mày không? Có. Mày đập, mày để lại một block đi. Xong rồi là mày cắm thêm vài cái cây nữa. Nếu như mà mình bị rơi thì mình có thể clutch bằng cái cây đấy ấy. À. Được rồi. Ra thì nhà mình cũng có giàn giáo à. À ừ nhỉ, cầm giàn giáo. Nhưng mà giàn giáo có bắc xuống được không vậy? Được. Được. Ôi đẩy thế tao về, tao đi chế thêm giàn giáo cái. Khánh nghe mày tí mày chứ đi tao, tao tìm cái đường đi xuống nhanh cực. Chả cần. Bây giờ tao nhận ra là mình có giàn giáo rồi thì mẹ, mọi thứ nó quá là tuyệt vời. Cứ cầm giàn giáo đi không? Giàn giáo dễ chế rồi. Ờ thôi, Netherrack các thứ ném hết mẹ. Netherrack. Thời đại này ai dùng Netherrack bắt cầu nữa.
Nhẹ nguyên nhỉ. Sao mày hỏi tao? Không, hỏi tưởng thế thôi. Tưởng là con, tưởng là người liên quan nên là hỏi thôi. Tao không mắc cò đâu, tao tìm đường nó chạy qua, tao mắc cò làm gì. Ê, qua cổng điện hình nhá. Mày qua gần đi. Let's kill the whole bitches. Em này xé này, xé này. Sáng rồi. Tao đang về nhà để tao lấy chế thêm scaffolding. Ok. Rồi. Mỗi thằng cứ phải cầm 2-3 tách vào mê ổn. Rồi, hợp lý rồi đấy. Mẹ. Rồi, ok rồi đấy. Đẹp rồi đấy. Rồi, sang đây rồi đây, sang đây rồi đây. Ok, cất đồ dậy sang đây rồi đây. Anh em đi chơi vui vẻ nhá. Thằng này lại đòi nhà làm nội trợ à? Ê Hưng ơi, nội trợ cái quái gì đu má. Đi khám phá, đi đầy đủ, vui vẻ. Thật đi khám phá, đi cùng nhau các thứ cho vui ấy. Vui ruộng, vui cái gì? Vui đạch bàn mà vui ruộng, vui vừa ăn. Mày không đi, tao không yêu mày đâu Hưng ạ. Ngoan, cả nhà ơi. Đi. Ý tao không phải thế. Đang sang ở đây tìm được cái project đấy, tao còn đi chế thuốc cho chúng mày còn lao vào combat được chứ. Nghe được quật. Nhờ, chưa có nghe được quật. Đấy xe. Không phải nghe được quật. Đi tìm, đúng rồi, nghe được quật là một phần. Đồng thời cả Blade Rod nữa. Bể cá tao đẹp vãi. Bro, bro, Hưng ơi, bây giờ không phải bể cá đó Hưng ơi, từ từ thôi. Vãi cái fish tank của mày quan trọng hơn cái project à? Sao lại không nhỉ? Chết tôi không. Mình nghe bắt xuống kiểu gì ấy, cái này có bắt xuống được đâu hay sao ấy? À, nó chỉ bắt lên, nó không bắt xuống đâu. Ừ. Đạch bằng đạch hết chỉ có clutch thôi à? À, nói sao đi? À, ở đây có cái này có thể đu được này. Đây vàng tao lấy hết rồi chúng mày ơi. Lắc chưa đây. Mình ơi, đu một mấy cái cây này này. Ăn thử quả táo vàng nha. Ui, ngon phết. Absorption hơn 1 phút kìa. Absorption. Tao yêu mày. Đánh nhau với Enderman vẫn là một trong những cái task nguy hiểm nhất. Hưng ạ. Mình... Hưng ạ, tao yêu mày như những người anh em. Tao thì không. Ờ, đi mẹ mày, mày đang từ chối người yêu của tao hả? Đúng vậy. Đi mẹ mày. Sướng không? Sướng. Tốt. Đây, bạn nào mà con gì bắn. Where is my fucking... Khánh ở nó sang xem cái giường tao chắc sốc mẹ lắm. Sao? Giường có cái đéo gì? Không gì. Ê mà sao tao mất hết, như tao mất hết mẹ ấy mày. Mất hết mẹ. Vàng tao đâu hết mẹ rồi. Mất hết mẹ. Hết mất hết vàng rồi, định làm cái giày vàng, à không, làm cái mũ vàng. À, mấy ngày mày có quay lại nè giờ không ấy? Có không? Đây, quay đằng bên đằng bên trái này, bên trái này. Ở đây. Đây. Ê mày làm đâu Khánh ơi. Cầm một nửa cái này để mà lao xuống là đỡ phải này. Khánh ơi, mày. Khánh ơi, mày đâu Khánh ơi. Nó đang ở bên đây giờ. Ê tao ra đây, sang đây. Ê Nguyên ơi, cầm theo vạc nước Nguyên ơi, để tao lấy nước uống. Cầm cao đường đi, cầm cao đường đi. Cầm bao nhiêu? Một cái ơi là đủ rồi. Cầm cái gì? Vạc nước câu được không cái này. Ở thùng nào mày lật ở trong building này, tao nghĩ là ở trong building hoặc là trong a rào thôi. Vạc nước tên là gì nhỉ? Câu đờ ron, mẹ tao vừa mới nói xong. Tàu đờ ron
tao the ron quên chị làm lồn thì có tao the ron nhỉ. Tao vừa tìm được thằng Enderman mất dạy dưới quả đất. Tao đang nhìn xuống một cái block, tức là con Enderman nó di chuyển vào đấy. May quá, tao chạy, tao chỉ con chó ra đi. Phản xạ bố Hưng này, tao là Ron đâu á Hưng này. Mày thế mèo nhìn nào ra đường xem mèo nhặt được. Sao tao đéo thấy cái tao là Ron được không nhỉ? Ảo sao đấy. Mặt mày mù mẹ. Mày tìm hộ tao với mẹ hài. Nếu bao giờ luôn. Thế mày có để dụ cho em một mem rồi chui vào đây đánh với tao được không? À dụ em là mem thì được. Hay hay. Không thấy đi cái đùa tao à. Tao đứng à câu drone đi rồi. Thế rồi. Ê, ra đây. Bình thường nó phải đứng ở đây chứ nhỉ? Nó phải đứng sát ở đây chứ nhỉ? Nguyên, quay lại. Cho mày thêm cái nữa này. Ok dài nhá, yêu anh. Tốt, ngoan. Này chắc cầm dìu đánh mất nổ thôi. Thế nó rơi mẹ xuống vực rồi. Lùng quá. Đâu nhỉ, anh em đâu hết nhỉ? Anh em đợi tao xuống đây. Các bé của anh, các cục cưng của anh, kéo lên đây đi. Mình chia tao một nửa, tao xây cùng nhá. Cái này đang ở đâu đấy? Nghe giờ. Xuống này à? Đúng rồi. Và hiện tại đang đéo có nước uống. Không đợi tao à? Ồ, dỗi thế. Mày bảo mày có đi đéo đâu cái thằng này. Mình bảo đi tao cố đi rồi. Ồ, không đợi tao à? Chúng mày đâu? Tao không thấy chúng mày đâu cả. À, bọn tao đang chơi em được men. Ở chỗ nào chúng ta không thấy? Ở chỗ nào? Không thấy chúng mày đâu cả. Từ bọn tao đang chơi Enderman đấy. Sao lại chơi nhau thế? Nhưng mà tao nghe tiếng cắt, mày nghe thấy không? Hưng ơi. À. Nó ở hướng nào nhỉ? Ở vali ngoài Hạ Long ấy, nó có múa ấy không? Múa không ấy không? Thấy rồi. Có à, có mấy chị gái đứng lồng lắc tùm lum. Thế là vẫn như cũ à? Ê, tiêu khánh ơi, tránh tiêu. À, nhưng nó có bắn đâu, nó chạy mất rồi. Thôi nghe mày đánh tao đúng không? Sao tao còn một máu này? Mày kia, mày khai nhanh. Quay mình máy đâu? À, thêm bọn mày xuống dưới đây. Đúng rồi, đang không biết là đang ở đâu đây này. Đi, theo tao biết chúng ở đâu rồi. Để thằng Hưng vừa bổ tao hay sao, tao mất mẹ ăn hơn nửa cây rồi, hãi thật. Ê, tao bảo này, nếu như mà tao lấy lửa, tao châm con Enderman thì nó có đánh tao không nhỉ? Có. Có. Ê, nhưng mà rồi, mình rồi. Đâu có nhìn vào mắt nó nhỉ? Ấy ủi! Cảm ơn các bạn. Anh nghĩ là tao lên đi lại từ đó. Ấy ủi! Đúng mà, tao không bảo cổng. Tao không bảo cổng đi. Đúng không? Khánh ơi, ra cho tao đưa mày cái tàu drone này. Đây. Yên, ta đang phải thủ kiên bốn bề. Chúng mày đánh nhau đéo phải đánh nắm thế, từ từ thôi. Chắc không? Tao chờ mày ở cổng ngay Nguyễn này. Đây, đang chạy ra đây. Đi, mẹ Creeper. Đau thế. Mẹ nó nổ ngay trước mặt tao luôn ạ. Creeper hãi thật. Mày chờ tao chịu đúng không? Ừ. À, Hiếu Minh, này, tao ra rồi này. Đây, tao đây. Đây, đây, đây. Đây, tao là Ron này. Creeper nổ rồi. Nắm đi. Nắm cái, cầm hết đi. Nắm cái thì... Khánh mới chết rồi, đợi Khánh. Đây rồi, đang đến rồi. Đợi Khánh, Hưng rồi. Đây rồi, đang đến rồi. Nhớ mấy nhiều. Nhanh đấy.
Rồi. Ô sát đâu, sát đâu thằng ngu ơi. Đánh chơi thôi. Địch mà. Thấy chưa? Mẹ nó muốn nó chỉ cần bật bất tử lên là nó auto không sao cả mày hiểu không? Cần. Thôi, lo đi tìm cái đi, bây giờ mình phải đi. Bây giờ phải đi hướng nào bây giờ? Bây giờ phải đi hướng nào bây giờ? Ờ, trả tao cái giáp này. Đéo cứu được nó, mẹ may tao nhặt giáp của mày nhé. Mẹ. Ôi Khánh rồi, không vừa bảo đi, Khánh đâu rồi? Tao đang ở phía dưới cái đây này đây rồi. Đây, thấy tên không? Thấy rồi, đang đi theo cái con đường mòn đây. Mình. Thằng nào khát nước bỏ tao. Ok. Tao khát mày. Tao bảo thằng nào Kali bỏ tao. Đâu vậy? Khánh nhá. Khánh ở dưới này rồi. À, nay thì Khánh bên trái. Tao đang nhớ rồi. Ở tầng dưới cùng luôn rồi, tao đang ở dưới mặt lava luôn rồi này. Thật ra tao đang thấy mày rồi, Khánh ạ, nhưng tao không biết đi xuống kiểu gì rồi. Mấy cái con cưỡi này mình không ấy nhỉ, không mang được cái kia để cưỡi nhỉ. Khánh ạ, dùng scaffolding có sống được không? Scaffolding à, xuống được. Nếu mà mày clutch được, giống xô nước. Nhưng mà bỏ cái khiên ra. Khuyến khích là bỏ cái khiên ra thì mấy clutch dễ. Bỏ khiên ra xong chỉ được. Và tao nó mất mẻ nửa cây. Ờ, Khánh rồi, tao không thấy. Đây, để tao quay lại cái điểm hẹn đấy nhá. Tao phải đi vừa ném. Nhìn trái. À, thấy rồi. Ôi, tao quên mình thuốc Khánh nữa. Khánh ơi, bỏ tao ở đây, Khánh ơi. Đây rồi, đến đấy, tao về nhà tao kiếm cái bình thuốc kháng lửa rồi đi làm việc. Ừ, cái bình kháng lửa trong cái em quần em chan đấy. Đặt ngang kiểu gì đấy? Đặt ngang á, mày chỉ cần đứng lên trên cái scaffolding đấy, xong rồi mà mặt hướng ở phía nào nó sẽ đặt về phía đấy. Ê, mày đặt xuống là mày không cần phải bấm gì đúng không Khánh? Đặt xuống không cần bấm gì nữa sao? Nghe mày đặt xuống mà có phải bấm cái gì không hay cứ để thế nhận không nhận đam thôi? Đặt xuống à? Không cần, hình như là trong mẹ con em mẹ nó nhìn thẳng mắt tao luôn mẹ, nó bảo ịt mẹ mày ấy, kiểu thế. Cho tao một tí đi. À, anh ơi, xuống đây em đổi cho tí đồ này anh ơi. Xuống đây. Để sau nhá. Picot đây. Sau nhá anh ơi. Anh nhớ thế. Đây giấy cuốn đi. À! Để đùa tao à? Cẩn thận trong từng bước chân nhá. Để sao mày lại đập mình? Mày! Không có đập, kiến sư rồi. Mày đập, đi. Có chết được. Ờ, em tao đặt đường giàn giáo rồi. Ôi, Pickling đang dí tao rồi, nó không mang cái vàng. Cầm đồ vàng có được không? Cầm đồ vàng có phải mặc? Không, mày phải đụng cái đồ vàng vào. Nhưng mà tao, phải mặc à? Ừ, phải mặc vào như ở mũ ấy. Mình thấy mình. Tao đang tao xuống rồi, tao đang đổi đồ với ấy rồi, đổi đồ với anh đẹp trai Pickling rồi. Đi đâu ấy, Minh ơi? Tao đặt giàn giáo để mày xuống thẳng một mạch đi cho anh. Ừ, đúng rồi. Phải có một thằng đi tiên phong xong rồi đặt giàn giáo là ổn đấy. Tao xuống rồi. Ờ, cái tổng Khánh ấy nó cho tao một stack spectral azure luôn Khánh ạ. Ít mẹ. Thôi tao đi trước nhé. Ừ. Spectral arrow luôn cơ. Đi đây. Một stack luôn. Mẹ. Đi đây. Mẹ cầm về chơi. Spectral arrow à? Spectral arrow cho tao Minh Nguyên này, tao có infinity để tao tỉa thằng nào nó rõ đây. Xuống đây, xuống dưới đây, xuống đây tao ở dưới này với anh Pickling rồi. Tổng nhiệm mục nó ở đâu nhỉ? Mẹ sao cho tao nha The Brick cái này, cho tao cái gì con ngon đấy. Có cái cổng địa ngục ở đây ta, quên mất kêu. Tao không thấy chúng mày bắn nhau hay làm gì mà sao mẹ tao nghe tiếng đánh nhau đấy. Để có đá ở đây, cái cổng đâu mất rồi. Ném ra cái special arrow bên này. Đây, mày đâu, mày đây à? Này. Ok đấy, mỗi tên bình thường này, cất tạm đi.
Ô kìa, đừng nhặt dao của tao chứ. Ô Fire Resistance đấy, nó cho tao hẳn mẹ Spark Potion là Fire Resistance đấy. Ờ, tốt rồi, tốt rồi. Đôi giày Soul Speed là sao mẹ? Soul Speed là đi trên sâu xa nhanh hơn đấy. Là sao? Khi mà mày đi trên cát linh hồn ấy thì mày sẽ bị đi chậm lại. Thì nếu mà mày đeo giày có hiệu ứng Soul Speed ấy thì mày sẽ đi nhanh hơn. Nó tao, đơn giản đấy. Cho tao mấy cục tao, tao ca cha vậy. Ủa, thế tao, đồ của tao nó cứ sấy rồi à? Nên xin mấy cục gacha vậy? Không có, hết rồi, tao vừa gacha hết với anh này rồi. Thế thì thằng ấy giá trị để đập mẹ. Ơ, ừ, thằng ấy. Ê, tao đập trước cho, em phải đập đi, đập trước đi. Béo. Mình béo này. Ô, kìa cánh. Cánh đi sai nhỉ? Ui, mình béo, ôi ơi, cứu tao. Đánh hộ tao, đánh hộ tao, đánh hộ tao. Đánh hộ tao ngươi. Ủa anh cứu mày. Mày đeo ai làm gì luôn ấy. Chó Nguyên báo đéo chịu được. Ứ đi nữa cay. Dỗi, ứ đi. Mẹ bố mày một máu ấy con ạ. Mẹ. Máu mày máu nào. Khánh ơi mày đâu rồi Khánh ơi. Khánh nào farm vàng ngoài kia kìa. Farm farm vàng thì tao bắt cầu ra rồi đấy. Chết. Thế mà đi theo thôi. Mày tí chết rồi. À. Anh em đi đứng cẩn thận, đường ở đây hơi nguy hiểm. Mày nói hơi sớm mà tao đã chết. Ấn ship đúng rồi, phải ấn ship lúc mà lao vào cái scaffolding ấy. Ê Khánh ơi, Khánh ơi, Con này, ghê nhỉ. Chết rồi. Ê, cho thêm một này. Hóa ra mày là cái thằng cầm siêu tốt đi đào than. Con đây mày so speed. Lắm rồi. Đặt rồi. Không phải đâu Khánh ạ, chỉ nó chỉ đơn giản là than nó nằm chắn đường tao thôi. Cái than nằm trong lỗ hổng của mày á. Mình đi theo cái đường của tao ấy nhá. Mày thấy đường của tao không? Ê Khánh ơi, hỏi thật nhá, nếu mà nhìn vào mày nhìn vào mắt một con Enderman xong rồi mày bay Nether thì nó có nhìn cho mày không? Bay cho mày không? Nó dí mà sao được. Thật, nó dí mà sao được. Ôi. Ê, mình đánh bọn lợn gái thì bọn lợn trai nó có đánh mình không nhỉ? Có. Gái lợn trai. Bình đẳng mà, nó bình đẳng dưới mà mày. Sao lại lợn gái lợn trai? Buồn quá, đi nữa, ở nhà. Ủa, bất lực à? Bất lực mà. Hiếu Minh mày làm gì vậy, Hiếu Minh? Hiếu Minh, mày làm gì vậy? Đường đi không? Nhiều hạt vàng quá. Ok, giờ đi đâu? Giờ cứ đi thẳng thôi. Thôi để tao dành một đêm rồi tao đi khám phá dưới này xem mà. Tao sẽ dành thời gian để... Đúng mà thằng nào flash mấy kia vậy? Lâm đêm khoái lạc tại Leather. Tao đang quay lại, Ê, tao đang trên đầu mày nguyên này. Đúng mà. Hưng ơi, mày ở nhà mày tìm xem còn dây không? Còn dây không? Xong rồi là... chế thêm scaffolding ý. Dây gì? Sao mày trên đầu tao ở hướng tí mình? Trinh ấy. Scaffolding ấy. Hết rồi sao? Hết rồi. Vào Dương thằng Nguyên, nhờ là Dương, Hải Linh và các thứ tìm hết đấy. Huy động bọn Trinh lên cái, còn đi làm. À đây à, mình xây cái cầu scaffolding này à?
scaffolding. I am parkouring. Hello, anh Picot. Chỗ này chỗ nào chung quen nhỉ, mà tao chả biết chỗ này chỗ nào cả. Ui, vừa đủ 64 luôn này. Ơ phải. Tao làm bắt cua ở đây mà tao không biết là tao sẽ bắt cua đến bao giờ. Bắt cua. À, đúng rồi, nếu mà cái này nếu mà mày muốn có đồ xịn ấy thì làm thuê cho thằng Hưng. Hưng giờ bây giờ giàu nhất server. Mày muốn gì hả Hưng? Tao muốn bình yên. À, mày muốn mai mày muốn tao gì? Mày nói thẳng luôn, tao làm ngay. Bản thân luôn. Tệ nạn quá. Tệ nạn quá. Khổ, nhà nghèo giờ mẹ mày một bản thân thôi. Bản thân mới giàu nhanh được, không thì khó lắm nhỉ Khánh nhỉ. Mày im, tao đang trải qua những giây phút căng thẳng nhất cuộc đời tao. Lúc nào tao phải căng mắt tao xem tao có nhìn trúng con Enderman nào không. Đừng trêu khả năng căng. Ô mẹ sao tao nhìn tao không thấy một cái khu nào nó có thể tìm thấy được mẹ mày có chết cả. Đi kìa. Tao thấy đó mẹ mày vô vọng nhỉ. Được rồi mẹ ạ, bọn lợn được lợn cái không liên quan đến nhau. Làm sao mày biết được lợn được lợn cái vậy? Mày có nhất thiết phải tìm ra cái vấn đề đấy không Khánh? Tao sợ lắm ấy chứ, bởi vì là cái bọn lợn cái thì nó tấn công, còn bọn lợn đực thì không. Thế nên là phải tìm hiểu xem là ấy. Nếu mà không thì ta phải xây sẵn block để xây dựng cái chiến lược phòng thủ trước, em hiểu không nhỉ? Không, mẹ nếu mà mày đã đánh một con thì các con còn lại phải đánh ngay chứ. Đấy là con lợn đực, còn con lợn cái thì không như thế. Con lợn cái nó chủ động tấn công mình luôn và nó tấn công giống cái bọn quái bình thường ấy. Ảo nhé. How the fuck you know? Ừ. How the fuck you know? Mày gọi con Piglin với con Piglin với Pigman thì lại trả lợn được lợn cái à? Đi coi. How did you know? Oh my god. Thật là mùa nhà không thái. Ý là như thế á hả? Bây giờ tao biết đấy. Bây giờ. Đấy, đúng. Về nhà ngắm bể cá. Nhưng mà Khánh ơi, vấn đề là mày có mặc đồ ấy không? Mặc đồ vàng không đã? Ui địt mẹ. Nếu mày mặc đồ vàng thì không ai đánh mày đâu, thật. Nhưng mà không có chứ, tao đang ở sâu trong nên là không có thì không có thì nó phải đánh thôi. Khánh đào mấy cái quặng hạt vàng ấy. Ê, Khánh ơi, đừng cái tao mày bảo đấy là lợn cá vì mặt nó trông giống cái Alimia ấy. Tao giống chơi trông giống cái Alimia đội mũ mà. Đó là như thế. Thì ra đó là sự thật. Cái lòng ấy. Không thể tin được đi cơn mẹ. Khi nào tao cũng phải nhìn thử mặt nha. Dù sao thì cái đuôi lean nó cũng là đuôi cho con gái nên là gọi nó là đợn cái thì hoàn toàn hợp lý rồi. À, understand. Giờ lán nào sang ở bên kia nhỉ? Ô nhà tao kìa, tao nhìn thấy nhà tao rồi, trông rộng quá. Ô nhịp miệng, game lốn. Game lốn. Uống xong cả nước mất 20 năm.
Ê, nếu mày qua cổng em giờ xong rồi mày đứng yên thì nó có bay về thế giới bình thường chắc là có ấy. Ôi tao đứng yên nó đéo bay mày. Mẹ trông coi như kiểu mẹ vừa chơi thuốc lắc xong ấy. Cái mồm ấy. Tao chỉ muốn làm cho nó thêm nó ấy hơn thôi mà. Đấy, nhờ thế là một content. Ừ, sắc cho màu. Mày tao đang bị hiếp bởi Enderman. Mày hiếp tao. You suck your mouth, or I suck your mouth. Ê, nếu mày đánh một con Enderman thì nó có đánh nhiều con khác có đánh mày đâu. Yeah. Ok. I need your assistant. Để cho tao thở. Tao vừa phải cân một con gáp, một con hoác linh, một con vích linh. Mẹ bắn ác vừa là. Sao mày không hỏi tao? Tao nghĩ tao lên ở nhà, tao đi xây nhà thôi mẹ. Khổ tao quá. Đúng vậy, thế giới này không cần chỗ cho những kẻ yếu đuối. Damn. Thôi vậy, mẹ em sẽ tìm phố chết trước vậy, kẻ cay, khổ quá. No place for... Đồ quá nè tao. No place for... Lấy tao, tao đáp dọc em the fear, xong nó bay thẳng vào phòng tao luôn. Look so heavenly. Tao tìm được lửa xanh cháy trên sâu sen này, tuyệt vời thật. Xúc số sen về ai đâu? Minh này. Minh này tao tìm được 8 tích xương rồi này. Giờ mày chỉ cho tao cách nhím này ra ra vị trí của pho chết đi. Mày đùa tao à? Tao phải dân speedrun luôn. Tao tưởng mày xem tụi tao đi rồi. Cái gì? Nếu tao nhớ không nhầm thì đầu tiên mày phải nhìn cái xương nó quay theo hướng nào. Xong rồi là... bọn nó sẽ nhìn xương quay theo hướng nào, rồi sau đấy là kệ mở F3 lên, rồi xoay xoay chỉ số khóa siêu xây gian rồi bay đến chỗ đấy. Phá tất cả bay ôm. Ok, vậy thì mày cũng không có làm. Mẹ giật mình tưởng em có chết rồi. Quên lấy block rồi. Chúc mừng bạn đã được thành tựu achievement siêu khó nhé. Không nghe. Không nghe. Từng thằng nói thôi. Hưng nghe. Em đâu? Mẹ mày có nghe tao nói không? Mày cứ nói đi, gọi tên tao xong nói thế thôi. Mày thấy là những người cùng chí hướng với mày đang đánh nhau cận kề cái chết, xong rồi mày đang thắc mắc là vì sao người ta không nghe câu hỏi của mày à? Họ đã cố. Ô, mày ơi, Spectral Arrow không được Infinity mày. Tất nhiên. Bởi vì có hiệu ứng đặc biệt nó sẽ không được hiệu ứng Infinity đâu. Nhưng mà, tức là cung bình thường thì có đúng không? Cung thuốc thì sao? Tên thuốc cũng thế. Cái cung gì cũng thế thôi. Miệng chỉ có cung thường là được hưởng hiệu ứng thôi. Mẹ mô ra. Anh mố thị giang. Khó thế nhỉ? Khó luôn như... Khó điên luôn. I know what I must do. I know. Phải có một cái phương pháp di chuyển hiệu quả trong Nether chứ nhỉ? Em mày có muốn xây đường ray? Nếu mà mày... À đúng rồi Minh ấy, tao nghĩ là những cái công trình trọng điểm bắt đầu xong rồi đấy, bắt đầu cũng phải xây những cái đường đi được rồi.
À, ok. Thực ra thì trong đen gió ấy, người ta sẽ thường đào băng vĩnh cửu rồi di chuyển bằng thuyền. Băng vĩnh cửu á? À, ừ. Không biết tao phải làm gì rồi. Mình đúng quả ừ cute đấy. Nhưng mà băng vĩnh cửu thì làm thế nào để mà... Ờ, tao... Tao cũng chưa... khai thác thôi rồi. Thường thì sẽ qua băng hôn băng kiếp để khai thác hoặc là đổi với thằng trader với giá cắt cổ. Tao tìm được chỗ của băng rồi. Oh. Ờ, băng thì có rồi, băng có ở gần nhà mình luôn, ở phía cổng phụ ấy. I know what I must do now. Có lẽ là trong lúc còn chưa còn full đất kim cương người ta vẫn chưa sang nether được. Oh. Thằng nào đang sinh nhan à? Thằng nào đang sinh nhan ô tô à? Mà tao nghe tiếng... Ô đi! Đúng thật, xấu thật cái cả. Khổ, lại thêm một thằng khổ. Mình cay quá thôi, bình tĩnh mình. Nào. Tiếng sinh nhan càng ngày càng tốt. Sinh nhan. Tiếng sinh nhan cực chiêu. Thôi giờ cứu tao. Tao phải tìm được một cách di chuyển con Nether để tìm cái oh, ở đâu ra cái clip này? Tao đói quá, tao muốn ăn. Ăn thì thoải mái mà ăn. Nấu mì đi. Đồ ăn nhiều mà. Tao đói ngoài đời thì đúng không? À. Bắt mì đi. Chơi game đúng nhiều quá, thực tại với cả thế giới ảo lẫn lộn này. Nhưng mà ăn mì nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Ờ, tao ăn mì nhiều tao bị mụn đấy này. Bây giờ đói thì bảo Nguyên cho ăn đạm. Quay Nguyên lấp tí đủ với bé hơn hạt động. Quay bất ngờ thế. Rồi biết mẹ. Ơi em đùa anh ạ. Em nói với Nguyên nói. Vai để tao kể cho. Lúc tao trốn dưới gần giường nhà thằng Nguyên, xong rồi lại nó ngủ để tao dậy tao búng xin. Và tao vạch ra tao thấy hạt đậu. Mày vài ca mày nhìn tưởng cái xúc xích giòn. Bro kill him. Ây da. Có bà không? Có bà không Nguyên đâu. Ờ nhảy Nguyên đâu rồi? Rỗi rồi. Thôi mà hạt đậu cũng có lòng tự trọng của nó. Ít ra thì đậu ăn cũng đúng rồi. Đúng rồi. Đậu thì... Nói chung là xe có mụn, có chất lượng được một người không đậu luôn. Nó ít nhưng mà nó chất lượng, hiểu không? Nó bùi. Nhiều nước, à đâu, nhiều nhựa. Cứu ta. Bây giờ tao cần tận 30 level để sửa cái cung đấy mẹ. Không, 30 cơ. 30 đấy. Trong cái đè, trong ăn build. Ê tao bảo này, cái bọn dân làng mà sống ở xa mình ấy, nếu như mà mình chưa đến là nó chưa loát là chưa có zombie ở đấy đâu đúng không? Ừ. Thế tốt rồi. Ê, mẹ. Ê ơi, hạt đậu đây rồi. Mẹ. Bố hỏi thật.
Sao em? Kiếm Flynn ở đâu? Flynn đào sỏi ra. Ừ, đào sỏi ra nó sẽ có mấy cái quặng Flynn ấy. Sỏi chỗ nào nhỉ? Mày cần bao nhiêu Flynn hả Nguyên? Một thôi. Một à? Thế thì ở trong mining có, trong dương mining có 52 Flynn. Nhưng mà có nào sỏi chỗ nào ấy để tao đi đào cũng được. Sỏi ở trong dương đi mine luôn. Không. À đây tao thấy còn, nếu mà muốn tìm thì tìm ở sông ấy. Đây đây tao thấy gravel đây rồi. Cứ cầm tay đập cũng được không? Ừ. Nó kiểu gacha này. Mãi đeo ra một đồ bố mày à? Nhân phẩm mình như quẩy. Đan đan gì đã bị bi lửa bởi gas. Đây rồi, thấy rồi. Đù ma đi. Ê, tại sao tao đánh cái quả cầu nó không bay bật ngược lại vậy? Mày đưa cái phải rồi trái. Đánh cung thì nó hợp lý hơn, bởi vì là cái quả cầu lửa nó gọi là gì nhỉ? Nó không đồng bộ với thời gian của server nên là mình căn thời gian nó khó lắm. Nó bị delay, thế là dễ hiểu. Đù ma tao muốn thành tiểu tím. Oh. Return to the send. Lạc thế. Tao sẽ làm mọi thứ. Mày vừa nói mọi thứ sao Nguyên? Bạch bá sao cho sống giống với cái phim hai tem mà bị đe dọa nhỉ? I'm back, bitches. Lạc rồi. Vừa lạc sao tao uống nước mà đéo nổi này. Thế thì đó là bún bạch mà thành đơ thế. Oh, lạc rồi. I will change everything. No one can change the past. Hay lắm nói chứ sau này. Được. Sao tại một hòn đảo giữa đường cái này? Thằng nào làm công nhân lao động tao? Ê, Khánh ơi, mẹ mày ra đây mày cứu tao được không Khánh ơi? Tao đang ở dưới này giờ. Ừ, ừ. Mày có thấy đã không? Không. Tao đang đi trên cái mạch sau lưng mày, sau lưng mày, tao ở sau lưng mày. Ủy thác đập đá theo yêu cầu. Anh mày thấy tao, tao ở sau lưng mày. Ngay sau lưng mày luôn, mày quay ra sau lưng mày ra mày thấy tao luôn. Thật. Nếu như mà mày đang uống thuốc tàng hình và đang định chơi trò đấy thì dừng lại ngay trước khi tao tiến tung. Không, mày nhìn quay lưng lại đi, tao thật mày quay lưng lại mày đứng ra cái góc mày có thể nhìn ra được cả hòn đảo ấy. Đấy. Góc mà nhìn được cả hòn đảo. Mấy cái đéo gì hết. Thấy chưa? Trình độ ơi chưa? Nếu mà trình độ ấy, con hiểu vậy. Mày làm cái mẹ này. Mày cho tớ địt. Đang vóc cua địt kìa. À, chơi Clash à? Chỉ có thế chứ làm gì nữa. em thằng Enderman nó lại đứng ở nhà mình đây. Không là nào nhận ủy thác ở buồn thế. Mày cho mày tao cái gì tao ủy thác mày luôn. Ủy thác đập đá. Có công cụ sẵn. Đập theo yêu cầu. Quân cao. Quân cao. Quân cao này. Này, thằng nào vào đây mà đánh boss trước mà không rủ mọi người là cức luôn đấy nhỉ.
Fox sao sợi quân cao, ý là quân cao ấy. Thì là quân cao mà, nó ghi rõ quân cao đấy mày. Ý, thằng quân A7 á. Quân A3. A3. Quân cao A3. Quân cho nó chơi quân A7 tên là quân cu chứ mày. Khác. Quân cho nó chơi không? Chơi thì chơi kiểu gì chả được mà, thoải mái đi, nhưng mà vào tưởng hết niềm vui một mình thì kích là đúng rồi. Khánh nghe theo mày, tao lên build một cái cửa nether nữa ở đâu để tao phải tìm mẹ mày con chết nhanh nhất này. Khánh ơi, Khánh nghe theo mày, tao lên cầm theo cái này, tao lên build một cái nether ở đâu, cửa nether ở đâu để ra con chết nhanh nhất này. Lên đi hướng Bắc thì hướng Nam. Nhảy tao cũng chưa thi thử cửa, thằng Hưng cửa đang hướng dẫn đến chỗ nào? Cũng cái cổng cũ ấy. Cũng cổng cũ ở luôn. Đây. Bây giờ tao cần mày có thể nói là tao nên đi hướng nào. Mày đang ở đâu? Tao đang ở nhà. Được rồi, tao chạy về nhà. Bây giờ tao mày đi cùng đi thử ra một cái cổng lạ hoắc, lạ hư xem là nó có ra cái đây, chỗ nào. Để tao dẫn mày đến cái cổng tao vừa mới làm xong rồi, nó dẫn tao đến cái đảo đấy. Thôi. Mẹ đúng đảo luôn mà. Đi. Đi. Bây giờ đi hướng này. Không, đi cho tao, cứ đi cho tao. Bên này, đi xây cổng mới bên này. Ừ, đang đi xây cổng mới mà, đi hướng nào? Đây, chạy thẳng hướng này. Tao nghĩ là mình ra chỗ băng để xây xem là có được cái gì lạnh lùng không? Ừ, ra chỗ băng đi, tao thấy hợp lý ấy, được. Mình mới đang cố gắng. Chỗ băng mày có chắc đường này không? Băng đường này mà, đi về hướng này là đúng rồi. Mấy ngày mình có muốn đi đào giải trí đi không? Đào cái gì? Đi đập đá. Đá cuội á? Đập đá rồi. Đá gì cũng được, tí mày làm ăn hết. Thằng Hưng nó lại đào stone bằng cái gì nhỉ? Bằng siêu tót xong rồi bắt về anh em đi đào thành đá cuội cho nó ấy. Giống như kiểu cái quặng than ấy. Thấy nghe, thế giới mày lốt xong chưa? Ý là ở đây có mấy cái cục đá mà tao cần phải đào nó đi. Nhưng mà nó to Thánh. Quá, đào mình hơi lâu nên là đang nhờ tìm thằng đấy. Thánh lốt ở thế giới chứ Thánh. Mày lốt được cái mấy tảng băng chưa? Xong rồi mày quay lên mày nhìn, xong rồi mày nhìn tao, xong rồi mày có thể nói tao những gì mày nhìn thấy không? Tao sẽ thử lần cuối. Mày ơi, con gà này tao không tìm. Mẹ tao vừa bị một cái cửa ngay ở đây ấy mày. Đâu? Đây, không thấy. Này. Này. Quá lạ quá. Đã không đánh được cái quả cầu muốn cách. Này trai. Tao vừa bị cái cửa đâu nhỉ? Ở đâu? Tao gói bi ở đây xong rồi, nó bay đâu rồi? Không phải vấn đề của tao, tao hỏi lại lần nữa cái cửa đâu? Quay giờ cửa. Nếu mà không thấy, nhưng mà có chắc chắn là mày xây không được mày không? Ủa? Có thì thôi, đi xây chỗ khác. Đi ra cái đảo ở bên cần lấy xây đi. Ôi tao phải đi thật xa, mày cứ phải đi thật xa. Đi đâu thì nhớ báo tao một tiếng để tao biết đường tao đi theo mày không à. Tao đi tìm lại cái... Đi tìm làm mẹ gì? Đâu, mày đang ở đâu ấy Hưng này? Tao đang ở công trường. Ở đâu? Khánh ơi, đi vào đảo đi. Để tao chết rồi người, tao chạy về hướng Nam đây. Nơi rất xa. Đi vào đảo cái gì đó? Tao chết, xong rồi tao đi hướng Bắc thì Khánh ơi, đi hướng Bắc đi.
Ôi con mẹ mày, mày dẫn tao ra đây xong rồi bảo chết đi để quay lại à? Địch bà mày. Ôi đường này đi rồi thì qua hôm này. Đi rồi thì đi xa hơn đi. Kiếm mày. Hết xa hơn rồi. Hết, ai bảo là hết, cái thế giới này hết chưa? Mày tin tao không? Mày về đi. Ra đây tao dẫn mày đi đường này chắc chắn là có. Đi đâu tao? Tao không cần cái cổng cũ. Không phải cổng cũ, không phải cổng cũ. Tao đi cổng khác rồi, đi đây tao view được cổng khác cho mày. Thế có cái gì? Đi hướng khác, đi hướng E đi, đi hướng Đông đi. Hướng khác thì khác mẹ gì cái hướng này. Mình chỉ cần xây một chỗ thật xa cái spawn thôi mà. Tao khoanh vùng ngồi đào đi, đào cả trên lẫn dưới. Hưng ơi Hưng, mày slash kill tao đi Hưng. Cái gì cơ? Mày slash kill tao đi. Tao quá mệt mỏi, phải đi thằng Nguyên rồi thôi. Tao đéo nhớ đi cùng nữa, kệ bà nó. Bất bút. Ừ. Thôi để tao đi lặng. Ok. Tao đã quá mệt mỏi, cái trò đùa này rồi. Eto, mình này, tao để cái hòm đựng đồ ở đây nhá. Đây, ở bên này. Mình kéo đủ gỗ rồi. Đây, bà hả? Đá đủ đất cát các thứ rồi đem cất đây nhá. Mình phát hiểu việc luôn. Ô. Mình nghe chiêu mình. Nhớ nhá, cái trần chỉ cao 4 thôi. Cái trần chỉ cao 4 thôi, cái bên dưới cũng chỉ sâu 4 thôi. Mày, tao xem đi, tao đào đít cho. Ừ. Nhớ hơi cao thì vậy. À ừ đúng rồi, mày đào mấy cái sàn bên dưới rồi. Đoàn cây đàm hoàng nguyên là không biết nói gì nữa. Trời đàm hoàng nguyên này, mày tưởng tượng nó là x1.5 lần tao. X1.5 nguyên như cá cướp nhỉ. Hả? Tao nghĩ là hệ số nó sẽ là khoảng 300. Đầu tiên là về cân nặng. Ngon. Ôi mẹ, mình ơi từ từ, đào cho viền đi, đào như thế tao có chỗ đứng. Ê, cái đống đá cuộn màu đen, đống đá cuộn màu đen là cái gì mày? Làm đồ trang trí. Không phải, cái block này tên là, bedrock nhầm. Ôi chết mẹ, nó spawn ơi, Minh ơi, cắm đuốc đi, cắm đuốc, cứu. Thắng. Sao? Mày thật sự nghĩ là có thể khai thác XP từ cái con thủ đi này à? Tao cứ tưởng đây là skeleton chứ tao không nhìn kỹ. Mày đừng ý kiến, tao chỉ cần mày đào. Ok, có vẻ mày đã có một bản kế hoạch trước đầu, tao sẽ không ý kiến gì nữa. Rồi, ngoan tí muốn gì anh cưỡng? Tối thiểu là trong khả năng thôi, mày không được phép ra giới hạn, tao quyền ra giới hạn. Thì tối thiểu là số lượng kim cương đủ để tao sửa cái cúp này. Ok, hiểu. 3 cục.
Đèn lồng không có treo, đèn lồng dưới cái lồng spawn. Treo đi. Tao không có đèn lồng. Tao có sắt này. Mày chế đèn lồng xong tao gửi vô. Mày chế đi. Tao không có sắt, tao không có đuốc. À tao có đuốc nhưng tao có sắt. Có bàn thế tao. Đi treo kế rồi các khu đi lên. Lâu. Ừ. Ê, nhưng mà tao tưởng cái bọn nhện này nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi nước ý. Có chứ. Có ấy. Cái lồng spawn là nó cứ thấy tối là nó mới spawn. Ơ cái gì này. Nhìn nó cứ thấy đàn ấy. Đào mấy cái gì tao ấy? Đào cái gì? Gỗ này. Gỗ à? Ô Minh. À không. Tí mày lấy mấy cục smooth stone mày lấp vào ấy. Lấp, lấp mấy cái đào này. Bằng cái nào đấy thì cái cục của tao nó có sự độ mềm mại. Nó siêu touch. Tắc đéo gì tao đâu. Lờ mai tao đưa. Đấy thì vời quá. Cái cúp mèo hiệu suất muốn không? À, có. Hay, tao mày ngang nhau rồi. À đâu? À đâu? Chết mẹ ơ ơ ơ, chủ tao bị đánh rồi. À. Cái cúp của mày là ra tài mấy hơn đi. Ra tài 3. Đã đủ. Ngon vậy. Ngon chứ. Chẹt luôn, đẹp như gái 18 luôn. Thật, mò được một đống kim cương. Thế là nhiều chứ. Đã xong rồi nhỉ? Thôi còn lại để tao lo. Đi về đây. Cất đá, cất đá. Hay là mày ship mấy cái đống đá này về đi. Mày
mày ship được hết đồng đá rồi em? Không. Oh. Giờ phát triển vô nhá. Ờ nhắc mới nhớ có mấy cái mod cài waypoint hay là cái gì không? Tao thấy cái nhà mình rộng quá, đi đi từ khu vực chăn nuôi ra đến khu vực đi cất kho đồ nó còn khổ. Bảo Minh về xây cổng, à, xây cầu đấy, xây đường chứ. Ờ nếu mà xây đường đi thì thấy đường nó đẹp thì cũng muốn đi hơn thật. Kêu nhá. Ờ. Rồi, chết mẹ quên mà ship đồng đá vậy. À đúng rồi quên, đi lấy đồ không? Mày có quen thằng Minh à đâu thằng quen quân 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 đấy không? Quân đấy trông thế mà anh em biết nhiều phết nhỉ. Quân cao đạn nhiên của thắt thế không? Mẹ sao mày đã chui đây rồi? Ở yên đấy, đứng yên. Mày đi chuyển tao trừ lương. Ê, thế hệ thống mod trong cái mod này là như nào ấy? Tao cũng không hiểu lắm. Nói chung là tao chỉ biết là địa ngục có một cái tòa thành, nó có một con bot khó vách cả lòn luôn. Đây, nghe tao bảo nhá, mày chế một cái cuốc mới xong mày nhét vào cái đe thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Ok. Cuốc của tao vẫn còn mới không? Thì tao lấy 3 viên kim cương về thôi. Ok, ổn nè. Nè, thôi vụ. Ta chỉ biết là đám boss trong này sẽ có một con ở địa ngục. Con đấy là nó kiểu người toàn sắt xong này có lava nó bắn là lửa, nó là boss trâu bò kiểu trận chiến ấy. Con đấy nó có một cái tòa thành ở dưới địa ngục của mình, tìm được cái tòa thành đấy. Cái tòa thành đấy cũng to không khác gì cái bastion đó. Nhà như pháp sư Trung Quốc ấy. Để bị bay xuống địa ngục ăn thịt chó xong có thể bắn ra lửa. Còn khoảng 5 con bot nữa thì không biết nó tìm ở đâu. Có cái này nó có kiểu có vua mới không? Có dimension mới không? Không, nó không có vua mới đâu. No dimension. Thế Ender Dragon nó có mạnh hơn không? Thế tao thấy thời gian thiết kế con trùm cuối yếu quá. Nhìn vậy thôi, nhìn vậy thôi chứ mà mình đánh nó bây giờ 4 thằng lao cũng vãi đái đấy. Mày, tao test thử trong trong thế giới thị trường mấy con boss trong mod này nhá. Nó trâu vãi đái luôn, mày cầm kiếm kim cương mày phang chắc phải đến sáng mai. Don't worry. Đau thế. À, đó là chi tiết. Stand up. Jesus side. Silent. Đúng mà, giá không có thể triệu hồi thằng Khánh ngay lập tức nhỉ? Tao có thể. Cho thằng Khánh đồng ý. Cái gì cơ? Mô la gì là triệu hồi Khánh. Đúng rồi, cánh mạng. Đừng ấy nhỉ, tao đang tìm tọa độ, tao đang đi lạc ra một cái chỗ này.
Nhưng mà để thể lấy tọa độ lại đã. Lâu quá. Đang làm cái gì mà lâu? Tao đang định đi nhưng mà có con gas nó cản đường. Tao định tao lấy hàng kia. Tao đang đến nét là tao đang đến nét là bằng đường khác rồi. Của nó. Hình như là chỗ này cũng chẳng cách xa cái chỗ của mình chính, chỗ chính của mình là mấy. Ủa chứ, quên nhầm đá rồi. Ok. Mấy cái này mày có đang ở trên cái trục chính mà mình tạo ra không? Không. Hay là đi xa hơn rồi? Tao cũng gần rồi. Hoặc mình đã bước vào vảy lửa. Tao thật sự không biết bây giờ tao nên đi đâu nữa. Tao sẽ đi về một nơi bất định nào đấy, biết đâu tìm được. Ấy à, ấy à. Đây, đánh em đi, đánh em đi. Đi nữa. Không ổn đi nào. Nguyên ơi. Đi mẹ. Thôi, HTH bị cà vè đánh chết. Tôi không trả tiền. Nguyên à. Đừng dỗi nữa trả lời đi mà. Như mình, mày có thể cầm cho tao, có thể đi chế cái carrot on the stick với cả cái cầm cái sắt đồ ở đây không? Hai cái thì càng tốt. Cái gì cơ? Carrot on the stick với cả sắt đồ, hai cái. Cái đấy là để lái cái con lava đúng không? À, cái con, cái con kia. Nó ăn nấm rồi. Ăn thì ăn rồi nhưng mà nuôi lái chúng nó thì cần cái gì mới được? Nói chung là đấy mày tìm cái nấm rồi mày treo cái lên càn câu là được. Con nấm này. Nhưng mà ta đang ở địa ngục mà mày chế ok. Cái mày tìm sẵn nấm đi. Tao đem càn câu xuống nha. Nấm à? Có nhỉ? Nhưng mà đi. Mày có tơ nhẹ không Hương này? Có nhưng không cầm theo. Còn nấm rồi mình nghe, có sẵn nấm rồi. Nhưng mà bố tư nhiễn đúng mất. À, để chế cần câu á. Ừ. Nguyên ơi, nói gì đi em ơi. Từ trong cái đường mà bảo tao có nhỏ rồi. Không có rồi. Cứu tao với mình rồi. Đang tìm nhện để chế cần câu. Đây mình hết đấy à, hết stitching à, có vẻ là cùng đồ chế cái áo hết rồi. Hello Hưng ơi, tao cần tơ nhện Hưng ơi. Nhà tao có ấy, sao mà lực. Hello. Sao mày ít glowstone thế? Người lao tôn hình như có một tách ở trong building material với ta ấy. Không có à. Có 27 cục có rồi. Người lao tôn đớt rồi hay sao ấy? Yes sir. Mẹ mày nhiều cái cục kia vãi. Redstone ấy. Redstone nhiều và là dọn mẹ. Rồi, goodbye world, ta đi xuống, ta đi quay về, ta cùng mình đi kiếm cái cần câu. Mày cùng mấy anh voi phú đi ngang qua sông hét lên, nhà mày ở đâu?
Ngon. Mày lục cái gì mà lục lâu? Tớ nhẹ nó mới qua luôn. Em một đống tớ nhẹ này. Đấy, thấy rồi. Nó chạy qua địa lực. Ở đây kia ở bên có sắt đồ với cả ấy chưa? Có rồi, có rồi. Còn nấm, tao cầm nấm về rồi này. Còn này chị ăn nấm xanh rồi. Nấm xanh á, bạch bà tao cầm nấm đỏ. À, cứ thử nhé, biết đâu. Nấm gì cũng là nấm. Nấm xanh. Nấm hiệu. Nấm xanh, nấm xanh, bà con, nấm xanh. Chết mẹ này, quên lấy nước. Đi. Đây, nếu mà tao muốn nói mà không ai quan tâm thì có vẻ mày đang tắt mic ấy, mày có thể bật mic lên mà nói được không Nguyên? Nguyên là đang mò dương này. Chào Nguyên nhé, rất yếu. Mình đâu Minh ơi? À, tao đang xử lý rồi. À, ok, tao đang đằng sau mày, tao đang đuổi theo sau. Cổng gần nhất đấy hả? Thứ năm. Về một nơi tao đi của cái thánh kiếm ấy, Excalibur. Ừ, Excalibur. Excalibur. Làm sao mà chế được cần câu cho vào nấm? À, đặt vào bán chế tạo, à, đặt vào cái ô chế tạo rồi. Cần câu rồi nấm rồi là được. Cần câu bên trước. Không có, không có, không có. Có. Đây tao mượn rồi, đây tao mượn rồi. Nấm xanh à? À. Không, mày phải chế cần câu trước, xong đấy mới ghép cái cần câu với cái nấm. Rồi, chế rồi. Phải là nấm xanh mới được, phải là nấm xanh mới được, đã hiểu rồi. Vậy là tao không nhớ nhầm. Ô ô ô, nào 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 nào, tao tao không cần ship về nữa, dừng lại đủ rồi. Khánh ơi, tao muốn có tài khoản Netflix quá. Tao muốn xem Jojo phần 6. Jojo á? Jojo, nếu ai xem Jojo, à, nếu ai xem thằng tóc xanh, à, thằng tóc trắng mắt xanh. Và là nhái Jojo. Ê, nghe nói nhẹ nó không thể đeo được kính luôn. À, nhẹ gì cơ? Nhẹ. Nhẹ không thể đeo được kính. Am I right? Leo lên kính á? Tưởng leo bình thường nhỉ? Gỗ địa ngục ở đâu đúng không? Ngủ nhanh ta. À đâu. Cái bọn mình trên lava này tiện vãi. Chỉ sợ đi gas bắn đi. Hình như là cái đồ cái fungus nó stick này, nếu như mà mình phải chuột là mình sẽ boost được một đoạn đúng không? Biết đấy. À, ở độ khó dễ thì bọn nhện hang không gây độc, ở độ khó bình thường chúng mới gây độc thôi. Ờ, tính năng à? Cũng hay, được. Zimbo
Đồ. Em ơi, tao đã hiểu nhầm rồi. Cái con này chạy nhanh vừa lờ ấy, không phải chạy chậm đâu. Ô, oh, tao tìm thấy. Tao tìm thấy phố chết rồi. Ôi, nấu tọa độ. Ôi, ôi. À, 10, đây. Hai bốn chín à? Ôi lương cơ à? Lương cơ. Con chiếc này bị tật à? Ủa nó vậy? Ơ à, thế nhưng mà thành tựu mày đâu? Nếu mà tìm thấy con chiếc thì... À đấy, 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 đấy. Con nhện có thể dừng tấn công chúng ta nếu chúng ta đặt đuốc xung quanh ngay lập tức. Thật á? Sáng quá nó bị lóa à? Ừ, nó tưởng đây là ban ngày. Oh, bitches, come here. Có tiền được play không mình? Wow. Ui, đồng 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 đồng, ui đồng. Ê, đi đại náo pho chết với tao. Ừ, nghe, đi, không chết đâu. Không. Đấy, mày cứ để cho vui để anh em theo chơi cùng. Pho chết nó có cái gì đâu, pho chết chỉ đi farm thôi mà. Thôi, tao phải đi khả nhỉ. Tao có xây sẵn cái đường đá dẫn đến thẳng pho chết đi, nếu mày thấy. Ôi em ơi, nhà tao vừa mất điện. Ôi, thế tao sẽ đợi mày. Thôi lưu tọa độ đi xong rồi đi ngủ đây. Sáng ngày mai tao còn phải... sáng ngày mai tao còn phải lái xe nữa. Lưu tọa độ và ghi ra bút ấy, ghi bút giấy ra đấy. Không cần đâu, tao có xe đường nước đi. À ừ, thế tốt rồi. Thế mai đi cùng. Đây nhá, ngủ ngon nhá. Gây quá. Ngủ ngon, đít mẹo mày. Gây quá. Nguyên này, giờ chỉ còn tao với mày thôi. Mày không định nói gì à?
nguyên này. Mày chết à? Nói câu gì anh Nguyên? Nói đi, nói nha anh. Cho là 3 giây, không nói mày ngay. Mày chơi nữa không Nguyên? Hôm nay thức xem bóng đá. Trả lời em. Mày không trả lời mày đây.
Chị